Và tại sao mình lại nói cái mùi hương Montblanc Signature này nó không đáng sở hữu ở thời điểm hiện tại? Ở hiện tại nếu như bạn search cái từ khóa là Montblanc Signature thì chắc chắn đã có khá là nhiều người nhắc đến chiếc chai nước hoa này rồi, không chỉ riêng mình. Mình nghĩ các bạn nữ sẽ không thích ngày đầu tiên đi hẹn hò mà các bạn xài phải cái mùi hương mà của cái ex các bạn nam đâu, đúng không? Và ở cái mùi hương nước hoa này mình không khuyên các bạn là mua blind buy. Hello chào các bạn, mình là Ryan và chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Còn nếu như các bạn mới biết đến kênh của mình thì đây là kênh mình sẽ chia sẻ về những mùi hương nước hoa cho cả nam và nữ dựa trên góc nhìn cá nhân của mình để các bạn có thêm những thông tin nếu như các bạn quan tâm một chai nước hoa nào đó. Và nếu như các bạn nữ đang muốn tìm một cái mùi hương nó nữ tính, lôi cuốn và gợi cảm á, thì khi mà các bạn inbox hỏi những cái người bán hàng hoặc là ra cái cửa hàng nước hoa để tham khảo á, thì có thể người bán hàng sẽ giới thiệu cho các bạn một chai nước hoa, đó chính là chai Montblanc Signature này. Không biết là các bạn có cảm thấy giống như mình hay không, nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì mình thấy cái chai Montblanc Signature này được rất là nhiều người bán hàng giới thiệu. Ở thời điểm hiện tại khi mình quay cái video này thì cái chai nước hoa này nó phổ biến lắm rồi. Vậy cái mùi hương này nó như thế nào? Và nếu như các bạn đã click vô cái video này rồi thì có thể là các bạn đã thấy ở cái màn hình thumbnail á, mình đã để cái dòng chữ á, là nó ngon thật nhưng mà ở thời điểm hiện tại thì nó không có đáng để sở hữu. Thì tại sao á, mình đã nói như vậy thì mình sẽ chia sẻ cụ thể trong cái video này cho các bạn. Và nếu như các bạn xem thấy hay thì hãy để cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp theo những động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Còn bây giờ thì mời các bạn xem video. Đến với phần thiết kế của chai nước hoa này á, thì không biết là có bạn nữ nào thích hoặc là muốn mua chai nước hoa này bởi vì cái ngoại hình của nó hay không. Lúc mình còn ở Úc á, thì có một số người bạn của mình khá là thích cái chai nước hoa này và họ sở hữu á, bởi vì họ thích cái ngoại hình của chai nước hoa này. Ngoại hình của chai nước hoa này á, nó được bao phủ bởi một cái màu trắng nó khá là tinh khôi. Bản thân mình nó cũng khá là thích cái ngoại hình của chai nước hoa này nữa, nhìn nó đơn giản nhưng mà khá là thanh lịch. Và cái thiết kế của chai nước hoa này á, nó có 3 dung tích là 30ml, 50ml và 90ml nữa, không có size 100ml. Và khi mà mình check ở trên website á, thì cái size mà 30ml nó cũng khá là hiếm. Lúc mà mình check á, thì nó sold out rồi. Và cái size 30ml á, mình thấy nó thiết kế cũng khá là giống cây bút, nhìn nó lạ lạ mà quen quen. Tại vì Montblanc á, là một thương hiệu khá nổi tiếng về sản xuất bút ký. Và cái chai Montblanc này khi mình check ở trên website á, thì website họ cũng không có nói á, là cái chai này có thể refill được, và họ cũng không có bán cái chai refill luôn. Nó sẽ khác với là một số chai nước hoa ở trên thị trường. Thông tin này mình chia sẻ nếu các bạn nào đang sở hữu chai nước hoa này và muốn refill á, thì nó không được nha, tại vì bạn phải mua một chai mới hoàn toàn. Và đó là đôi chút về ngoại hình và dung tích của cái chai Montblanc Signature này. Ở cái chai Montblanc này nó được hai perfumer điều chế, mà hai cái perfumer này cũng không có nổi tiếng cho lắm. Tuy nhiên hai người này thì lại xuất thân từ một cái công ty nó rất là nổi tiếng, đó chính là Givaudan. Dành cho các bạn nào chưa biết thì Givaudan là một cái công ty đến từ Thụy Sĩ về ngành dược liệu, mỹ phẩm và nước hoa. Và tính thời điểm hiện tại thì Givaudan cũng là cái công ty lớn nhất về ngành hương liệu nước hoa. Cái điều này cho thấy là Montblanc đã hợp tác với là Givaudan để làm ra cái chai Montblanc Signature này. Mà không chỉ mỗi Montblanc đâu, mà các thương hiệu nước hoa khác, đặc biệt là những thương hiệu designer, họ cũng hay hợp tác với là Givaudan để làm ra một số chai nước hoa cho thương hiệu của họ. Ở mùi hương của chai nước hoa này thì khi mà mới ngửi, mình ngửi được cái mùi của quýt. Nhưng mà cái mùi quýt này nó không có mát mà nó khá là ngọt, nó giống như là mùi của quýt chín vậy. Sau đó thì hương hoa nó sẽ xuất hiện. Nổi bật nhất mình ngửi được đó chính là hoa mẫu đơn và hoa mộc lan. Thật sự nó có cái hoa di lan nữa, nhưng mà mình không có ngửi được. Còn càng về sau thì cái mùi hương này nó càng được gia tăng thêm vị ngọt bởi hương vani nữa. Thật sự mình có cái thói quen là mình hay nhìn cái thiết kế hoặc là màu sắc của chai nước hoa rồi đoán xem cái mùi hương nước hoa nó như thế nào. Thì những lần đầu khi mà mình biết tới cái chai nước hoa này thì do nó có cái thiết kế nó khá là thanh lịch và nó có cái màu trắng nữa, cho nên mình nghĩ đây là một cái mùi hương mà nó mát mẻ, hương hoa nhẹ nhàng dành cho nữ. Tuy nhiên thì nó không phải là như vậy. Cái mùi hương nó vẫn có nét sáng nhưng mà nó ngọt khá là đậm. Thật sự thì mình ngửi cái mùi hương này lâu lắm rồi, từ lúc mình còn Úc lận. Lúc đó thì mình cũng mới làm YouTube thôi, nhưng mà mình không có làm video dài như thế này, mình chỉ làm short video thôi. Và mình cũng có một cái short video nói về cái chai nước hoa này rồi. Và lúc đó mình có chia sẻ đây là một cái mùi hương mà nó khá là nữ tính, gợi cảm và khá là thanh lịch nữa. Thật sự từ trước đến giờ mình không có đánh giá cao những chai nước hoa của nhà Montblanc cho lắm, đặc biệt là nước hoa của nữ. Ở dòng nước hoa nam thì có một số chai nó khá là nổi tiếng như là chai Explorer hay là chai Individual. Nhưng mà hai cái chai nước hoa đó thì nó cũng giống những chai nước hoa nổi tiếng của nhà Creed như là Aventus hay là Original Santal á. Còn ở nữ thì hầu như không có một cái chai nước hoa nào nó thật sự nổi bật cả. Cho đến khi mà cái chai Montblanc Signature này nó xuất hiện thì nó nhận được rất nhiều lời khen và sự chú ý, đặc biệt là ở Việt Nam. Khi mà mình tìm hiểu thì mình thấy những cái bạn mà đã trải nghiệm một cái mùi hương này nói cái mùi Signature này giống như cái mùi của sữa dừa. Bản thân mình thì mình không có cảm thấy cái mùi hương này nó giống cái mùi hương sữa dừa. Nhưng mà mình cũng không có phủ nhận cái cảm nhận đó, bởi vì khi mà các bạn ngửi nước hoa mà bạn cảm thấy cái mùi hương nước hoa nó giống với là một cái mùi hương nào đó mà bạn thường ngửi trong đời sống, đó là một chuyện rất bình thường thôi. Bản thân mình nghĩ các bạn nào mà khi mình trải nghiệm cái mùi hương này á, mà thấy cái mùi hương nó giống như cái mùi sữa dừa là bởi vì các bạn có thể thường hay ăn những cái món ăn mà nó có cái vị ngọt và vị béo đến từ dừa, như là chè chẳng hạn. Bởi vì cái mùi hương vani trong cái mùi hương nước hoa này á, nó ngọt khá là đậm và nó thêm cái vị béo béo của hoa mộc lan nữa, cho nên là có thể khi mà các bạn ngửi nó sẽ giống cái mùi sữa dừa. Còn bản thân mình thì mình không có thấy nó giống mùi sữa dừa, mà mình thấy nó giống mùi sữa ông thọ. Giỡn chút thôi. Cái mùi sữa mà mình thấy nó giống như cái mùi sữa đặc trong những cái hộp sữa vậy. Mình thấy nó giống như vậy tại vì mình hay thường sử dụng sữa đặc khi mà pha cà phê hoặc là dùng để dầm bơ ăn. Và đó là đôi chút cảm nhận của mình và cái mùi hương Montblanc Signature này. Và tại sao mình lại nói cái mùi hương Montblanc Signature này nó không đáng sở hữu ở thời điểm hiện tại? Đi xét riêng về mùi hương á, thì mình nghĩ cái mùi hương này đối với là các bạn nữ nào mà thích mùi ngọt, nó tạo cái sự lôi cuốn quyến rũ á, thì có thể thử qua cái mùi hương nước hoa này. Bản thân mình khi mà mình ngửi á, mình hình dung được một cái hình ảnh của một nàng tiểu thư với là một cái váy trắng nhìn nó khá là thanh lịch và duyên dáng nữa. Tuy nhiên ở hiện tại nếu như bạn search cái từ khóa là Montblanc Signature thì chắc chắn đã có khá là nhiều người nhắc đến cái chai nước hoa này rồi, không chỉ riêng mình. Những người mà nhắc đến chai nước hoa này có cả reviewer và các seller nữa. Và cái việc mà có quá nhiều người nhắc đến cái chai nước hoa này làm cho nó trở nên rất là phổ biến và rất là nhiều người sử dụng ở thời điểm hiện tại. Bên cạnh đó thì cái giá tiền của chai nước hoa này mình thấy nó cũng không có cao lắm, nó khá là hợp lý, cho nên là mình nghĩ là có khá là nhiều bạn dễ tiếp cận được cái chai nước hoa này. Nếu các bạn muốn có một cái mùi hương mà lôi cuốn hấp dẫn dùng để đi hẹn hò hay là đi tiệc như là đi đám cưới chẳng hạn thì cái mùi hương này khá là phù hợp để làm những cái điều đó. Và vì cái mùi hương này dần trở nên đại trà như vậy thì mình nghĩ đó là các bạn nữ mà thích có một cái nét cá tính riêng, không thích đụng hàng với là nhiều người á, thì mình nghĩ cái mùi hương nước hoa này nó sẽ không làm được điều đó đâu. Mình nghĩ các bạn nữ sẽ không thích ngày đầu tiên đi hẹn hò mà các bạn xài phải cái mùi hương mà của cái ex các bạn nam đâu, đúng không? Hơn nữa về cái vấn đề đụng hàng á, nó cũng không hẳn là cái vấn đề lớn cho lắm. Một cái vấn đề khác mà muốn chia sẻ với các bạn á là do cái mùi hương này nó khá là phổ biến, cho nên là có khá là nhiều người bán hàng hay nói cái mùi hương này nó có thể mua flyby, hay là cái mùi hương mà khi mà các bạn search thì các chàng trai đổ đứ luôn. Ở đây thì mình sẽ không có ý đả kích với bất kỳ ai cả, bởi vì cái cảm nhận về cái mùi hương nó hay hay không á, nó phụ thuộc vào cảm nhận của mỗi người và cái trải nghiệm của người đó nữa. Cho nên mình thường hay khuyên các bạn là các bạn nên đi thử nước hoa, thử qua vài lần để đảm bảo là các bạn thật sự thích cái mùi hương đó rồi hãy xuống tiền. Và ở cái mùi hương nước hoa này mình không khuyên các bạn là mua flyby, nhất là đối với là các bạn nào mà sống ở Sài Gòn hoặc là sống ở những khu vực phía Nam á. Bởi vì cái mùi hương này mình thấy nó ngọt khá là đậm, mình thấy nó phù hợp sử dụng vào thu đông hơn là sử dụng vào những cái ngày mà nóng. Ở Sài Gòn thì mình nghĩ những cái hôm mà tối mát trời thì có thể sử dụng được, nhưng mà những cái ngày mà nóng quá thì gần như là các bạn cứ kho luôn á, tại vì nó khó xài lắm. Hơn nữa cái mùi hương này mà các bạn xịt nhiều á, thì đôi khi chính bạn là người làm các bạn bị đau đầu luôn, chứ không phải là những người khác đâu. Và một lý do nữa mà mình khuyên các bạn không nên mua flyby cái chai nước hoa này á, là bởi vì khi mà mình tìm hiểu chai nước hoa này ở trên một số trang cộng đồng á, thì mình thấy có nhiều bạn mua chai nước hoa này về rồi sử dụng được một thời gian rồi lại muốn bán lại. Cái lý do mà những người đó muốn bán có thể là cái mùi hương này không hợp gu với họ. Họ xài được một thời gian và thấy nhiều người sử dụng quá, họ không muốn đụng hàng cho nên họ muốn bán lại. Hoặc thậm chí là cái mùi hương này nó có thể nó nhàm chán đối với họ chẳng hạn. Cho nên từ góc nhìn cá nhân của mình thì mình thấy cái mùi hương này nó thu hút thật, nhưng về độ an toàn hay là về độ đa dụng thì mình không đánh giá cao nó cho lắm. Hơn nữa thì cái mùi hương này nó đang dần trở nên phổ biến lắm rồi, có rất là nhiều người đang sử dụng nó rồi. Không biết là có các bạn nữ nào đang trải nghiệm cái mùi hương nước hoa này và có cái quan điểm giống mình hay là có những cái quan điểm khác mình hay không, hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Đến với phần chấm điểm thì cái nét đặc biệt mình chấm là 3.5 trên 5 điểm. Cái mùi hương này nó lôi cuốn thật sự, nhưng mà nói là nó hay là nó tạo cái sự khác biệt thì cái mùi hương này nó không có làm được điều đó đâu. Còn về độ đa dụng thì mình chấm nó ở mức là 3 trên 5 điểm. Cái mùi hương này nó xài tốt ở thu đông, nhưng mà còn những cái thời tiết khác thì gần như là cất kho luôn. Độ lưu hương thì mình thấy cái chai này nó bám rất là lâu nha. Độ lưu hương mình thấy nó từ 8 tới hơn 10 tiếng lận. Cho nên về độ lưu hương thì mình chấm nó ở mức là 4.5 trên 5 điểm. Về độ tỏa hương thì mình thấy nó tỏa cũng khoảng một cánh tay, cho nên mình chấm nó ở mức là 4.5 điểm. Còn về giá tiền thì giá cho chai 90ml là 105 đô. Ở cái giá này thì mình thấy nó cũng khá là hợp lý, cho nên mình sẽ chấm nó ở mức là 4.5 điểm. Thì tổng số điểm của chai nước hoa này là 3.8 trên 5 điểm. Thì vừa sau mình vừa chia sẻ cho các bạn cái chai Montblanc Signature. Các bạn nghĩ sao về chai nước hoa này? Các bạn có thích hay là không thích cái chai nước hoa này? Thì hãy cho mình biết cái quan điểm của bạn nữa nhé. Và nếu như các bạn xem cái video này thấy hay và giúp ích được cho các bạn hàng thì hãy để lại cho mình một like cũng như là một subscribe để tiếp thêm nhiều động lực cho mình nhé. Cảm ơn các bạn nhiều lắm. Và mình ra một video mới vào lúc 8 giờ tối mỗi thứ Bảy hàng tuần, và nếu mình có thêm thời gian thì mình sẽ cho thêm một video vào thứ Tư nữa, cho nên các bạn không muốn bỏ lỡ đâu.